LTK Bonsai xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh cũng giới thiệu một số cây linh sam tại điểm bán của Thanh Triệu cho quý vị có nhu cầu giao lưu trên mọi miền Tổ quốc. Rồi, chào Triệu ơi. Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay Triệu có về một lô linh sam gồm có 86 với sông Hình. Nó đặc biệt ngày hôm nay là nhân dịp lễ 1 tây tháng 5. Chịu sẽ khuyến mãi cho cô chú anh chị mình nha. Đó, khắp mỗi miền đất nước luôn. Giá giá cũng rất là ưu đãi luôn. Nói chung là dễ chơi, nhưng mà hàng bữa nay là đảm bảo thuần chậu 100% cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 1B đầu tiên, đó chính là một cây linh sam 86. Em còn mấy cây để giao lưu với cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, chiều cao lên là 35, chiều dài rộng tàn lớn nhất của nó luôn là 70. Đó, còn bề dày phía bên đây là nó cũng khoảng tầm từ giá 40. Đó, đây một cái củ đế nó rất là đẹp luôn nha, rất là quái luôn. Đó, già cây thì dữ lắm luôn nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, rất là đẹp. Bệ cũ. Đó, một bệ củ đế nó khỏi chê luôn. Thần bầu hết trơn, rẻ ăn đầy. Dạ đúng rồi. Em bao thần bầu cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, tổng hoành của nó là gốc của nó luôn là 48. Rồi. Rất là lực luôn. Đó, mấy cái chi đại diện này không cũng là 16, 17 đó, rồi nè. Thử cái đó. Đó. Đây là thần bầu hết trơn luôn, của chú chị mình xem giùm em nè. Đó. Cây nào cũng như vậy hết trơn cái luôn đó nha. 15, 16. Dạ đúng rồi. Nếu mà cây nào mà cô chú chị mình xé cái bọt sọt đen này ra mà không phải như vậy thì cô chú chị mình trả lại cho em. Đó, về tới nhà của chú chị mình nếu mà lỡ có nó có xuống lá nó hơi vàng, cô chú chị mình cũng an tâm. À, mình cứ để vô chậu khác rồi xong rồi mình để trong mát tầm khoảng 10 ngày nó lên bông. Nó lên tuột non là lên bông luôn hả. Đó, em bao sống cho cô chú anh chị mình 1-2 tháng không sao hết. Đây, mã số 1B em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 950 ngàn. 950 ngàn em bao phí ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại luôn chị ơi. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64. Đó là số Zalo và Facebook luôn. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 2B cao lên là 27, tàn gốc rộng nhất của nó luôn là 40. Đó, mã số 2B. Nói chung là lô cây này là liền lạc, không hư một chỗ nào. Tay chi đùi là lớn hết trơn rồi, cô chú anh chị mình về gỡ dây nhôm ra giùm em nha. Đó, cây nào cũng đế là cứng bầu hết trơn. Đó, cô chú anh chị mình về nếu mà cắt ra không có đế, cứng bầu thì cô chú anh chị mình được quyền trả lại cho em nha. Đây, hoành thân là 33, ba tính 32 thôi. Đó. Chừng vậy đấy ha. Dạ đúng rồi. Đây, cây thì rất là già rồi, khỏi lo. Đó, đây linh sam 86 có giá 900 ngàn, em bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, mã số 2, mã số 3. Đó là mã số 3 cũng là linh sam 86 luôn. Đó, tay chi đùi là lớn hết trơn rồi, cỡ ngón út hết trơn rồi nha. Cao lên là 33, tán ngang tàn của nó luôn là 40. Đó, về cô chú anh chị mình cứ được quyền là kiểm tra. Đó, mua rồi về kiểm tra luôn cũng vẫn được. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó, 86 gin, không ghép gì ha. Dạ đúng rồi, gin, cái này là gin. Có ghép thì em báo ghép. Cô chú anh chị mình an tâm, đó bầu là cứng ngắc gì hết trơn nè. Rồi, khỏi sợ ra nha. Đây, để em hạo thử cái hoành thân nữa coi nha. Đây, cũ. Tổng hoành cũ của nó luôn là 35. Rồi. Đó, tổng hoành cũ là 35, cũng có giá là 900 ngàn, em bao phí ship toàn quốc. Cái này về cô chú anh chị mình để vô chậu lại á, mình đôn đế nó lên, mình môi đế nó ra giùm em. Rất là đẹp luôn nha. Đó, cái này là em vô nước dây thứ 3, thứ 4 rồi nè. Đó, tay chi là lớn hết trơn rồi nha, cô chú anh chị mình an tâm. Cao lên 40, mã số 4B. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 44. Đó, đây. Đó, rất là đẹp luôn nha. Một cây, một cốt cây thì nó già là khỏi chê rồi. Đây, em đo tại vị trí này luôn là 32. 33 mà tính 32 trừ hao cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cây liền lạc không hư một chỗ nào hết. Mã số 4 có giá là 950 ngàn, em bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64. Đó là số Zalo và Facebook luôn. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 5B. Đây, chiều cao lên là 25, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 46. Đó, tổng hoành gốc của nó luôn là 36, 37 mà tính 36. Đây,
thân đại diện đo phía bên này đi anh ơi, đo đại đi ha. Đây 14 đó, thân đại diện là 14 nha, mã số 5. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 900.000. 900.000 em bao phí ship toàn quốc luôn. Nếu mà về tới nhà của chú anh chị mình có lá, nó có xuống lá nó hơi vàng thì cô chú anh chị mình an tâm không gì hết. Cái chuyện đó là bình thường thôi, cô chú anh chị mình cứ để vô chậu khác giùm em. Rồi tưới nước cho nhiều nhiều để cho mát, khoảng tầm tuần lễ đưa ra nắng, bún tược non. Dạ đúng rồi, bún tược non là bún bông thôi. Bún tược non là nó ra bông. 35. Đó, hoành cũ nha. Chiều cao 32, mã số 6. Đó, có giá là 900.000 bao phí ship toàn quốc. Rồi giá mình còn giá chuẩn còn. Dạ cái đó nếu mà cái đó là giá chuẩn rồi đó anh ơi. Dạ còn giảm chút đỉnh gì nữa không? Dạ nếu mà cô chú chị mình mua lần 2-3 cây thì chúng em sẽ giảm tí xíu cà phê, uống cà phê với em nha. Chứ không có giảm nhiều nữa ha. Dạ đúng rồi, tại em bán giá này cũng sát giá rồi. Mã số 7B. Đó, Linh Sam 86. Hàng này là cô chú chị mình hàng lớn gì là nó rất là hiếm rồi nha. Cao lên là 33. Tàn lớn nhất của nó luôn là 48. Đó, đây. Báo đó, hoành cũ của nó luôn là 39, tính 37 thôi. Đó, đây. Tàn đa rất đẹp, đẹp luôn nha. Tàn nó rất là rộng, nhìn rất là đẹp. Tay chi đùi là lớn hết trơn rồi. Đó, mã số 7 em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 900.000. Bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, cái gì về thay một cái chậu khác thôi, mình làm cái tiểu cảnh nó rất là đẹp luôn nha. Mã số 8B. Đó, đây cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Là một cái tiểu cảnh là khỏi chê. Cao lên 33, tàn lớn nhất của nó luôn là 57. Rồi, cho vòng nữa đi. Đó, cô chú chị mình xem giùm em, rất là đẹp luôn. Có cành bay ha. Dạ, cành bay nó rất là lớn. Hoành thân của nó luôn là 28. Rồi, xây đi. Đó, cây này hoành nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Rất là đẹp luôn, cành bay nó rất là đều đặn luôn nha. Có giá là 900.000, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây tới mã số 9N. Đó, cũng có một cành bay nó rất là dễ thương luôn. Chiều cao lên 33, tán ngang tàn lớn nhất là 45. Hoàng quan vọng. Đó, cô chú chị mình xem kỹ giùm em, rất là đẹp luôn nha. Đó, đây. Chi tay nó rất là lớn hết trơn rồi, cô chú chị mình cứ an tâm. Đó, hoành thân là 36. Đó, đây, cũng có giá là 900.000 luôn, bao phí ship toàn quốc. Cô chú anh chị mình có muốn lấy bông nó cũng rất là dễ luôn. Mình vô nó cái một cái chậu rồi xong rồi cái đầu á là mình tứ dưỡng rễ vô một cái thôi. 15 ngày sau nó lên đọt non, lên bông gầm gộ rất là đẹp. Đây lấy cái cùi dây nhôm ra luôn. Đây, đây là Linh Sam Song Hinh siêu bông. Đó, về cô chú anh chị mình lượt mấy cái tược trong thân đó nè, bỏ giùm em nha. Đó, cái này là có bông quanh năm luôn nè. Đó, cứ ngắt nước là lấy bông, ngắt nước nó vàng lá gì nè. Về tới nhà của chú chị mình có vàng lá gì là yên tâm bình thường nha. Vàng hết cây cũng không sao hết. Đó, vàng hết cây cũng không có gì hết luôn nha. Đây, Song Hinh siêu bông. Chiều cao lên 47. Tán ngang tàn rộng nhất của nó luôn là 70. Cây thần chậu đảm bảo 100%. Đó, đây, mã số 10. Đó, bông này là nó có bông quanh năm nha. Về cô chú anh chị mình em tặng thêm một miếng dây nhôm. Một miếng dây nhôm nữa, về cô chú anh chị mình lượt dây nhôm ra nha. Đó, tại vì tay chi nó rất là lớn hết trơn rồi. Em không có thời gian nha, cô chú anh chị mình thông cảm giùm em. Đó, hoành thân là 23. Rồi. Dáng bay rất đẹp luôn nha. Về lượt dây nhôm giùm em thêm một nước nữa đi. Thân sạch sẽ đó, không dạ, nó thân sạch sẽ không có thẹo dít gì hết. Mặt cắt rồi á, vô chậu khác giùm em. Dạ. Đây. Cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu. Đây cô chú anh chị mình xem nè, đó hàng thường chậu nè. Đó. Cây nào cũng vậy hết trơn luôn, nếu mà về cô chú anh chị mình dỡ lên không có như gì thì cô chú anh chị mình được quyền trả lại cho em nha. Rồi. Đó. Số điện thoại luôn chưa? Đó, 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Có nằm đây, trong mô tả luôn nghe bà con. Mã số 11B cũng là Song Hinh siêu bông. Đó, cái này chi tay đùi nó rất là lớn rồi, cô chú anh chị mình về cứ lượt dây nhôm ra. Rồi ngắt nước nó 1-2 ngày. Đó, là nó sẽ búng bông ra liền. Hoành cũ nó luôn là 35, hoành thân. Rồi, xem nhanh đi, khó nhìn. Quay rất là lực đi. Luôn nha. Rồi, đó, đây, mã số 11B. Cao. Đây, chiều cao của nó luôn là 40. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 75.
đó, tay chi chúng em đã bẻ qua hai nước dây rồi, về cô chú anh chị mình em tặng dây nhôm. Em tặng dây nhôm thì cô chú anh chị mình cứ về vô thêm một mớ dây nhôm nữa nha. Là cây nó sẽ thành phẩm luôn, 3 tháng thôi là cây nó liền lạc luôn nha, rất là đẹp, về thay chậu khác nha. Rồi, cây này. Em bán cây này là em không có mà ship chậu cho cô chú anh chị mình được nha. Đó, tại vì cái chậu này ship thì nó cũng sẽ bể, em sẽ bó bầu, bỏ khung kỹ lưỡng cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, mã số 11B có giá là 950.000, bao phí ship toàn quốc. Linh Sam Song Hinh siêu bông này, cô chú anh chị mình mua một cặp, chúng em sẽ bớt 100.000. Đó, mua một cặp là bớt 100 nha. Song Hinh siêu bông, đó, cây nào cũng có bông gỗ cho cô chú anh chị mình xem giùm em, bông tím rất là đẹp. Chiều cao lên 44, mã số 12B. Đây, tán ngang tàn của nó là 65. Bông cũng lên lai gai ha. Dạ đúng rồi. Đó, chi tay đùi nó rất là lớn rồi nha. Về cô chú anh chị mình lượt lại giùm em nha. Đây, đó, đây, em cái, tặng dây nhôm. Quay cái mặt cắt chính qua nè. Đây, mặt cắt nó đây. Cô chú anh chị mình xem giùm em dẹt ra cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, mặt cắt nè. Đó. Đó, mặt cắt nó rất là cũng liền lạc luôn nha. Đó, về cô chú anh chị mình đôn đế nó lên giùm em. Đó. Hoành thân là 30. Rồi xây chậm chậm nè. Đó, về của chú anh chị mình đôn đế nó lên nha. Vô dây nhôm lại, tỉa gọn lại luôn. Đó, thân 15 ngày ha. Sau thôi nó sẽ búng tuột non, nó ra bông lại nha. Bao cho của chú chị mình luôn. Lỡ mà có vàng lá thì của chú chị mình cũng an tâm. Không gì hết, em bao bao sống, bao ship nè của chú chị mình xem nè. Đế là khỏi chê, ghế là bao luôn. Đó, mã số 12 có giá 950.000, bao phí ship toàn quốc. Cô chú anh chị mình mua một cặp Linh Sam Song Hinh siêu bông, chúng em sẽ tặng một phiếu mãi cho cô chú anh chị mình 100.000. Đó, cặp 100.000 và tặng thêm một cuồng dây nhôm hả? Tặng hai cuồng, một cây là một cuồng. Đó, chiều cao lên là 60. Cuồng nhỏ thôi phải không? Dạ đúng rồi anh. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 78. Bông mã số 13B. Gộ cũng cả. Dạ đúng rồi, cái này là siêu bông. Dạ đúng rồi, siêu bông, nó bông nó dữ lắm luôn. Đây, có cái nhánh bên đây. Nhánh bên đây là nó bị lũa rồi nè. Cô chú anh chị mình cũng vẫn đục lũa được mà cắt ngang cũng vẫn được nha. Tại vì tượng đây nó vẫn lên nè, nó vẫn lên tượng nè. Lũa cũng chơi luôn. Đó, em để vậy luôn chứ thật. Nếu em cắt cũng vẫn được nhưng mà em để cho cô chú anh chị mình luôn. Còn đế của nó là rất là quái luôn nha. Đó, cô chú anh chị mình xem dàn đế nó đi. Rất là quái. Về cô chú anh chị mình đôn bông lên nha. Rồi. Đó, hoành thân là 28. Quay rồi. Đó, rất là đẹp luôn nha. Giót đọt ha. Dạ, giót đọt luôn. Đó. Cũng có giá là 1 triệu em bao phí ship toàn quốc. Tất cả lô Song Hinh siêu bông này chúng em không có ship chậu cho cô chú anh chị mình được nha. Bó bầu đóng khung kỹ lưỡng cho cô chú anh chị mình luôn. Hạn chế gãy tai chi. Đó, những cái tượng này em vẫn để cho cô chú anh chị mình nè. Đó, về cô chú anh chị mình vô dây nhôm lại đi rồi mình bấm tượng nó bỏ nha. Có cây nó lùng lực lên, đẹp lên liền nha. Cao lên 50. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 70. Đó, về của chú anh chị mình bấm vô dây nhôm rồi bấm nó lại là nó sẽ búng tuột non lên một cái thôi là nhìn cái cây nó là đi không nổi luôn. Đó, hoành thân là 29. Rồi. Đó, đây bông này luôn luôn lúc nào nó cũng rộ hết trơn nha. Cái này nó cũng hết phân rồi nè, hết đất á. Đó, bởi vì nhìn nó còn lưa thưa. À, mặt cắt là khỏi lo em bao không một. Khó nhìn. Rồi. Dạ. Đây, mã số 14B cũng có giá là 950.000, em bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 15B cũng là Song Hinh siêu bông luôn. Cô chú anh chị mình đừng có thấy cái lá nó vàng mà tưởng cái cây nó si, không phải đâu. Loại Linh Sam này là cái lá của nó vàng như vậy, nó mới thay lá mới, nó mới ra bông nha. Mã số 15B cao lên 45, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 60. Đó, cây phôi nuôi lên trong chậu không, cô chú anh chị mình an tâm. Đó, tay chi nó rất là lớn hết trơn rồi. Về mình lượt thêm một, em tặng dây nhôm về cô chú anh chị mình lượt. Xây qua đây chút nữa chị. Lượt, dạ, dạ, để em xây. Lượt một mớ dây nhôm xong rồi, cái bắt đầu là mình hoành thân 20, em đo trên cổ đế nha. Đó, còn cái cũ này của nó là tới 30 mấy lần nha, 37 lần. Đó, đây, rất là đẹp luôn. Đang chuẩn bị lên bông. Cũng có giá là 950.000, em bao phí ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Mua 2 cây là bớt 100.000, uống cà phê với em. Đây, cây này thân hình rất quái nha, mã số 16B. Đó, đây, về của chú chị vừa lượt dây nhôm lại cái nữa thôi.
bao cho cô chú chị mình bao đẹp luôn, bông bự không. Chiều cao 35, tán ngang tàng lớn nhất là 70. Thân hình là quái luôn. Đó. Đây, tất cả linh sam song hình siêu bông chúng em không có mà xếp chậu cho cô chú chị mình được nha. Đây, em quay qua đây em sẽ đo thân nó luôn. Giót đọt đầu vô đuôi chuột không à. Đó. Hoành thân là 26 tính 25. Rồi. Cây thì rất là quái. Đó, khó tay. Quay quá, cái nào mà bà dạ. Con không rõ thì có gì liên hệ Zalo chịu chụp hình gửi thêm ha. Dạ đúng rồi anh, đó, có gì thì liên hệ Zalo chụp hình rõ thêm. Đây, đây, đó, cây nào cũng như vậy hết trơn nha, 10 cây như một. Cô chú chị mình về kiểm tra gì nè. Ngã ra kìa, ngã ra. Kiểm tra ra như gì mà không có mờ tàn nó không được, đế nó không được như vậy được, cô chú chị mình không nhận cây. Em bao củ đế là khỏi chê luôn, hàng thường chậu, mã số 16B. Có giá là 1 triệu, em bao phí ship toàn quá cho quý chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, đó, cây này nó đang chuẩn bị lên bông gộn rất là đẹp nè. Về của chú anh chị mình vô dây nhôm. Đó, em tặng dây nhôm cho quý chị mình, về vô dây nhôm. Cái bắt đầu là mình lượt chi tay nó bè, nó lợp thêm một nước nữa nha, rất là đẹp luôn, là thành phẩm cái cây liền. Cao lên là 38. Tán ngang tàn lớn nhất á, là 70. Tàn này tàn rộng không nha cô chú chị mình ha. Rất là đẹp. Có nhìn. Mã số 17B. Rồi, mặt sáng rồi đo đi. Đây để em đo mặt sáng này đi. Đó. Cái tàn quá trời. Hoành thân của nó luôn là 26, 27, 28 mà tính 26 rồi, thôi. Xây đi, xây đi. Tàn này tàn lớn nha cô chú chị mình ha. Đó, chi tay của nó bằng ngón út hết trơn rồi. Đó, đã qua 2-3 nước dây của chú chị mình an tâm đây, vàng xương đó đây của chú chị mình xem giùm em. Đó, liên lạc luôn nha. Rồi. Về mình vô thêm một dây nhôm nhỏ cái nữa thôi là mình bè nó ra một cái thành phẩm lên cái là chừng 2 tháng nữa thôi. Bông nó gộ lên liền, một tháng nữa hả? À. Không tới 2 tháng, một tháng thôi à. Tại hàng này thân chậu rồi. Chừng 20 ngày thôi là bắt đầu gộ bông lên rất rồi, là đẹp. Báo giá chị ơi. Đó, có giá là 950.000 bao phí ship toàn quốc, mã số 17B. Đây. 18B đã trực lắc rất đẹp. Đế là khỏi chê. Đó. Chiều cao lên là 55, tán ngang tàn lớn nhất luôn là 60. Đó. Đây. Mấy cây này là về của chú anh chị mình vô dây nhôm thêm một nước, hai nước nữa, một nước nữa thôi là nó sẽ thành phẩm rất là đẹp luôn. Hoành thân là 25. Rồi, đó. Đo xích cũ dưới đây là 34. Đó, đây. Đó, đang chuẩn bị lên bông rất đẹp nha. Cũng có giá là 950.000 luôn, em bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, rất là quái luôn, 19B. Đó, thân hình rất quái. Đang chuẩn bị lên bông lại bởi vì nó lá nó hơi vàng. Đó, không sao hết, em bao sống cho cô chú anh chị mình nha. 55 chiều cao. Bề ngang của nó luôn là 60. Cô chú anh chị mình cứ an tâm, tại vì sau này cô chú anh chị mình mua về. Đó, muốn lấy bông á, thì cũng bỏ nước, lá nó cũng vàng như gì nè, nó mới lên bông lại nha. Đó. Tại vì cô chú anh chị mình có mời chồng kiển linh sam rồi, cô chú anh chị mình đã biết cái bông nó dễ vàng lắm, nó vàng, cái lá nó vàng rồi nó lên bông lại liền hà. 42 đó, hoành cũ nha. 42 hoành cũ. Cái thân nó hào hào rồi, dạ. Bao nhiêu nhắm thân này hào hào nó khoảng có chừng 15-16 trở lại thôi anh. Đó, qua mặt này ngưng cái này. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em. Ngưng, ngưng. Đây rồi. Mặt cắt nè cô chú anh chị mình xem giùm em đi, đó rất là đẹp luôn. 950.000 em bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Mã số 19. Mã số 20B. Đó, tàn rộng rất đẹp luôn nha. Cái này vô dây nhôm lại cái thôi là khỏi chê. Chiều cao lên 50, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 70. Đó, em quay một vòng em sẽ báo chiều hoành gốc đó luôn nha. Đó, tất cả linh sam này chúng em không có ship chậu cho quý chị mình được, sẽ bó bầu kỹ lưỡng. Đó. Đó, cô chú chị mình mua 2 cây chúng em có thể bớt được 100 ngàn uống cà phê với em. Và tặng thêm 2 cuồng dây nhôm nếu mà mua 2 cây. Giá mình kêu là chuẩn, dạ. Không nói thấp gì ha. Dạ đúng rồi anh, tại rồi. Vì giờ là không có nói thấp nữa. Em bán bằng giá mà bỏ sỉ nha. Rồi. Hoành thân 21. Đó, linh sam song hình siêu bông. Bông màu tím rất là đẹp luôn. Đó. Đây, bông là bông tím, là bông chùm không nha cô chú chị mình nha. Đó.
950.000 luôn, em bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Mã số 21B. Đó, em bao sóng bao ship cho quý chị mình an tâm nha. Cao lên 44, tán ngang tàn rộng dứt của nó luôn là 60. Đó, cô chú anh chị mình xem cái vàng bông đó nè. Đó. Đây mà nó thơm nữa nha, nó thơm, nó mùi rất là nhẹ nhàng dễ chịu luôn. 32 hoành. Đó. Nó thơm, cái mùi thơm rất là nhẹ nhàng dễ chịu luôn nha. Những mặt cắt em bao là 01 luôn. Đó. Đây cô chú anh chị mình xem cái chùm bông nè, mấy chùm bông này nè, rất là đẹp luôn, một màu tím thân thương nha. Mã số 21B. Em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 950.000. Em bao phí ship toàn quốc luôn. Tặng thêm dây nhôm cho cô chú anh chị mình về để vô dây tập chơi tập sửa lại nha. Đó, thay chậu khác. Đó, đây. Mã số 22B. Chiều cao lên là 50, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 70. Đó, một củ đế, một hoành thân là lớn dữ lắm, lớn luôn. Xây, nha, khỏi chê. Xây qua mặt trắng qua đây. Đây, dạ rồi. Đó, hoành thân là 35. Rồi. Đó, tay chi của nó là bằng ngón út, ăn lên hết trơn rồi. Tay chi đùi rất là lớn. Về của chú chị mình cắt dây nhôm, vô lại dây nhôm nhỏ lên giùm em, cho nó bắt chi lại, cho nó điều lại hết trơn. Tỉa là một cái thôi, 15 ngày sau là nó lên bông lên tượng rất là đẹp luôn. Em bao cho cô chú chị mình luôn. Mã số 22 có giá 900.000, bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook luôn nha. Đây, mã số 23B. Chiều cao 35, tán ngang tàn rộng nhất của nó luôn là 60. Đó. Thân hình rất quái nha, giống như một cô thiếu nữ đang nằm luôn. Đó. Cây nào mỗi cây mỗi dáng mỗi kiểu khác nhau. Đó, hoành thân 28. Đây, đầu voi đuôi chuột rất đẹp luôn nha. Đó. Đây, 850.000 luôn, bao phí ship dòng toàn quốc cho cô tính chị mình luôn nha. 850.000, đầu voi đuôi chuột luôn. Về mình lượt tay chi nó lại cái thôi là mình vô dây nó lại là ok, rất đẹp luôn. Đó. Mã số 24B. Đó, cũng là linh sam song hình siêu bông. Chiều cao lên là 50, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 70. Cô chú anh chị mình an tâm nha, đừng có sợ thấy nó vàng lá nha. Mới mốt của chú anh chị mình cũng lấy bông của nó cũng phải để cho ngắt nước 3-4 bữa gì đó cho nó vàng lá trơn là nó mới lên bông lợi nha. Đó, linh sam là nó như vậy đó. Đây, hoành thân 32, 33 rồi. Mà tính 32. Đó, cây liền lạc không hư một đắp giá chỗ nào hết, rất là đẹp luôn. Không ghép gì hết. Dạ không ghép gì hết, nguyên thủy linh sam song hình siêu bông. Đó, bông là chùm không à. Đây, cũng có giá em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn, 950.000, em bao phí ship toàn quốc của chị mình luôn. Mã số ấy nhắc lại, số điện thoại luôn. 24B. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook luôn nha. Số điện thoại em tên Triệu. Ở khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Mông, thành phố Cần Thơ. Số kế của em là 0898997764 luôn. Mã số 25B. Chiều cao 45, tán ngang tàn rộng nhất của nó luôn là 85. Đó. Đây, một dáng bay về của chú chị mình vô dây nhôm đó cái thôi. Đó, tạo lên thành một dáng bay rất là đẹp. Đó, tại vì em thả gì nè, em vô dây nhôm em thả gì cho tay chi nó lớn nha. Hoành thân 28. Rồi. Bây giờ tay chi nó đã đủ sức rồi thì cô chú anh chị mình cứ lượt chi nhỏ nó cái thôi. Quay đi, quay đi. Đó, lượt chi nhỏ nó cái thôi là ok. Là bao đẹp luôn. Đó, dòng đó. Cây nào thì cô chú anh chị mình cũng an tâm hết trơn nè. Đó, đế là như gì không nè. Đó, 10 cây như một. Em bao cho cô chú anh chị mình luôn 10 cây như một. Đó, bao sóng bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, cũng có giá là 950.000. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook luôn nha. Bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ đúng rồi, bao ship mà tặng dây nhôm, mà mua 2 cây thì bớt 100 luôn. Ở gần đó. Thì có giá đặc biệt hơn. Ở gần thì có giá đặc biệt hơn luôn. Đó, lại tới nhà thì có giá ưu đãi luôn. Đó. Cao lên là 54, mã số 26B. Tán ngang tàn rộng nhất của nó luôn là 65. Đó. Cũng là song hình luôn. Cũng là song hình siêu bông, bữa nay em bán hai loại, một loại song hình siêu bông với một loại 86. Đó. Hoành thân là 24. Rồi.
Đó, đây rất là đẹp luôn nha. Có giá là 900 ngàn bao phí ship toàn quốc luôn nha. Tất cả Linh Sam Song Hinh siêu bông, chúng em không có ship chậu cho cô chú chị mình được. Tại vì chậu này là nó dễ bể lắm luôn. Đó, đi nếu mà giao là nó sẽ bể liền nha. Đó, bởi vì chúng em sẽ bó bầu kỹ lưỡng và đóng khung kỹ lưỡng cho cô chú chị mình không gãy tai chi. Để về cô chú chị mình lượt tai chi nha. Mã số 27B cao lên 44, tán ngang tàn lớn nhất là 70. Đó, đây hoành thân. Hoành thân 22. Rồi. Đó, cây giáng long lắc lượng rất đẹp, tai chi bẻ đều. Đó, về lượt tai chi gan cái thôi. Ấm tàn lại là mình chơi bông là thoải mái vô tư năm này qua tháng nọ luôn nha. Đó, cây mua một cây ha, bao sống ha. Em bao sống bao ship 1 tháng 2 tháng, nếu mà cô trừ khi cô chú chị mình tứ lậm phân thì nó mới chết thôi. Còn nếu mà sơ tứ bình thường là em bao sống luôn. Rồi. Khỏi lo chuyện đó. Đó. Nếu mà chết thì cứ chụp hình gửi Zalo, một em đền một. Mã số 27B có giá là 900 ngàn bao phí ship toàn quốc luôn chị mình luôn nha. 28B, đó, cũng là song hinh siêu bông. Đó, song thân hai cây. Đó, rất là đẹp luôn nha. Một cây bay, một cây trực nha, rất là đẹp. Liền luôn rồi. Cao lên là 42, tán ngang tàn lớn nhất luôn là 50. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em nha, rất là đẹp luôn. Quay đi, quay đi. Đó, bông là luôn luôn lúc nào cũng có hết trơn luôn. Tại vì rồi, nó có bông quanh năm. Cái này nó giống như là mẫu đơn bông trang mình vậy đó. Đây, hoành thân là 35. Đó, có giá cũng là 900 ngàn bao phí ship toàn quốc của chú chị mình luôn. Khoan. Đó, bông là gỗ rất là đẹp dòng luôn nha. Để của chú chị mình xem giùm em, 28B. Cây nào cũng thần chậu hết trơn nha. Em bao cho cô chú chị mình luôn nha. Mã số 29B. Song hinh siêu bông luôn nha. Đó, chi tay rất là lượng. Ngày 1 tháng 5. Dạ, ngày 1 tháng 5. Clip ngày 1 tháng 5. Đây. Chiều cao lên 37, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 75. Về của chú chị mình em tặng dây nhôm, về của chú chị mình lượt dây nhôm lại giùm em cái nha. Đó, tại em không có thời gian nha cô chú chị mình ha, thông cảm giùm em. Đó, mã số 29. Đây em chỉ đo báo chính xác báo cho cô chú chị mình luôn. Tại vì quay nó khó thấy, tại vì góc nó nằm hợp với chậu nha. Rồi. 33. Hoành thân là 33. Đó. Dở ra, dở ra, dở cây này ra đi. Ngã ra. Đó, cô chú chị mình xem giùm em đây. Khoan. Cây liền lạc không hư một lần nào chút, hết. Cụp lên chút xíu nữa. Đó. À, đây. Rồi. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Đó. Cũng có giá là 900 ngàn em bao phí ship toàn quốc. Hết ha. Dạ. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn các cô chú chị mình trong thời gian qua ủng hộ clip NLTK Bonsai. Thanh chị cầu chúc cho cô chú chị mình chơi một ngày chơi lễ rất là vui vẻ. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn. NLTK Bonsai xin chào tạm biệt quý bà con. Cảm ơn quý bà con đã đăng ký kênh, theo dõi, ủng hộ kênh trong những thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những video sau nha.